Vải thun lạnh Loài vải thun có cảm giác mình trơn mềm khi sờ vào tay thấy mát lành, mặc lên cơ thể thấy nhẹ nhàng dễ chịu. Chất liệu vải tốt nên không lo cơ thể bức bí, tạo mùi hôi khó chịu. Vải cô tông Vải cô tông rất phù hợp để may quần áo mặc trong mùa hè. Chất liệu này thẩm hụt tốt và có giá thanh phù hợp với tuổi tiền của đại đa số người tiêu dùng Việt Nam. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại vải cô tông khác nhau. Vải sợi tre Loại vải này có độ thẩm hút cao, không bị nhăn nhau nên được sử dụng để may nhiều loại trang phục khác nhau. Sợi tre bền màu, mặc lên người thực sự mềm mại, không khó chịu hay kích ứng làn da. Vải lanh Loài vải lanh luôn được yêu thích trong mùa hè vì tính chất mát mẻ mềm mang. Khi mặc lên cơ thể thoải mái, vải lanh đạt tới độ ẩm 20% mà không thể ẩm ướt, bít xích cơ thể. Sản phẩm này may được nhiều loại trang phục khác nhau, từ quần áo ngủ tới đồ công sở, đồ mặc đi chơi. Vải lụa Vải lụa trước kia là chất liệu đắt đỏ nhưng hiện nay đã phổ biến hơn với giá thành phải chăng. Mặc lụa lên người cơ thể sẽ cảm thấy thoảng mát, mượt mà, không thể nóng bức, khó chịu, lại vô cùng sang trọng, tôn dáng.